Chào các bạn, hôm nay mình sẽ test cái cặp loa siêu chép này do một bạn yêu cầu ạ nhé. Và cặp siêu chép này thì mình ghép với lại bộ, đây là bộ phân tần của hãng Đờ Nông Cổ nhé. Bộ phân tần là bộ phân tần hai quay và có siêu chỉnh nhé. Đây mình đang đấu với lại cặp loa chép ở đây nhé. Bây giờ thì mình test tiếng cặp tiếp, cất tiếng cho các bạn nghe nhé. Mình đang test đây là một phần test hai cái. Bây giờ mình tắt đi. Đó, tắt hết rồi nhé. Rồi bây giờ mình mở chiếc bên phải lên nhé. Đây chưa. Rồi mình tắt cái bên phải đi. Rồi mình mở cái bên trái đi nhé. Bây giờ mình mở cả hai chiếc lên rồi bây giờ mình chắc là bản nhạc có lời nhé. Hỏi anh hỏi em của Dũng Hân các bạn nhé. Rồi video mình xin tạm dừng ở đây nhé. Bạn nào có nhu cầu về phân tần tụ dầu hay là phân tần super chép, phân tần loa mic kèn, rồi loa chép, loa mic kèn thì hãy liên hệ mình nhé. Hải Hà Audio, số điện thoại và Zalo là 0967 165 108 ở Vinh Hoa Đồng Nai và mình ship toàn quốc nhé. Rồi video mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào các bạn.